Xin chào các bạn đã đến Thuận Capital ngày hôm nay Thì ngày hôm nay cũng là một ngày mà khá tốt Đối với Bitcoin các bạn thấy được là hôm nay cũng có Cái sự hồi phục tiếp tục của Bitcoin Bitcoin đã hồi phục lên tới cái mức là 19.630 đô Nhưng mà cái tay 2 tiếng đồng hồ thì đã đi từ cái mức đó trở xuống tới cái mức bây giờ là 19.281 Vẫn là trên 19.000 cho nên vẫn là một ngày cũng rất là tốt nhưng mà chúng ta nhìn vào Allcoin thì ngày hôm nay Allcoin cũng khá là im lặng Mặc dù là các bạn thấy là 7 ngày qua thì Allcoin vẫn có cái sự tăng trưởng rất là đáng kể Ethereum đã lại qua khỏi 600 đô Các bạn thấy là trong vòng 7 ngày qua đã tăng 16,9% Chúng ta nhìn vào Litecoin thì cũng tăng 23% Cardano tăng 7% Cũng có rất nhiều những cái đồng có cái sự tiến triển rất tốt trong vòng 7 ngày qua Nhưng mà một ngày qua thì phần lớn những cái đồng là rất là im lặng thì chúng ta hôm nay cũng sẽ nói tới rất nhiều những cái đề tài như là đề tài liên quan đến là Bitcoin thì chúng ta lại tiếp tục nghe nói tới nhiều người mà nổi tiếng như công ty nổi tiếng là ủng hộ Bitcoin tôi nghĩ đây là cái đợt tăng trưởng rất khác biệt so với năm 2017 Tại vì năm 2017 đó khi mà chúng ta nói tới Bitcoin Thực sự mà nói là vẫn còn có nhiều người có sự nghi ngờ là Bitcoin có thực sự là một cái thị trường tồn tại lâu dài hay là không Hồi năm 2017 chúng ta không có những cái thông tin là những cái tổ chức đầu tư lớn Những công ty đầu tư hỗ trợ Bitcoin, hỗ trợ thị crypto như là bây giờ Nhưng mà năm 2020 là hoàn toàn khác Nhưng mà chúng ta bây giờ đã thấy được những cái sự đón giá của cái đợt đỉnh của kỳ này Các bạn thấy được là những cái sự đón giá bây giờ là xoay quanh những cái mức giá như là 50.000 đô, 80.000 đô, 100.000 đô những bạn nào mà đã qua khỏi cái thời kỳ tăng trưởng của năm 2017 đó các bạn cũng đã nhớ là trước khi mà có thời kỳ tăng trưởng thì cũng nhiều người đưa ra cái sự đón giá nhưng mà được sự đón giá của được đợt đó là nhiều người nghĩ là Bitcoin sẽ đi từ cái mức là dưới 1.000 đô lên tới cuối năm 2017 đó là khoảng chừng là 2.000 đô, 3.000 đô, 5.000 đô các bạn thấy được những sự đón giá đó cái thời điểm mà đón giá thì nhiều người nghĩ là suy nghĩ viễn vong suy nghĩ là giống như là quá mơ hồ làm sao Bitcoin có thể đạt được cái mức đó nhưng mà các bạn thấy được những sự đoán giá đó hoàn toàn à, Đã không có Phải là cái mức cuối cùng cái Mức cuối cùng là cao hơn những sự đoán giá rất là nhiều Những cái giá đó là sự rất là khiêm tốn Thì đợt này không biết có giống gì hay là không Tại vì các bạn thấy được là khi mà nhiều người đoán là Bitcoin sẽ lên tới 50.000 80.000, 100.000 Thì có khi nào cũng như năm 2017 Là những sự đoán giá này Sau này chúng ta nhìn lại, bây giờ thì các bạn thấy là những cái sự đoán giá này Có thể là quá mơ hồ Nhưng mà có thể là giờ này năm sau Nhìn trở lại các bạn có thể nghĩ là những cái giá đón đó đã quá khiêm tốn có thể là cái giá thực sự cao như là nhiều người tưởng tượng như là 300 ngàn, 500 ngàn cho bạn thấy được là chúng ta nghe năm 2017 đó những cái người mà đưa ra những cái trận đoán giá thậm chí là đầu năm 2018 thì những người như là John McAfee những người trong thị trường crypto này đưa ra những cái dự đoán giá nhưng mà cái đợt kỳ này các bạn thấy là những cái sự đoán giá như là Bitcoin lên tới 300 ngàn thì không phải là một người nói xuông trong thị crypto này mà là những cái dự đoán giá được đưa ra được những cái công ty như là CD Bank à, đã nói là Bitcoin có thể là qua khỏi 300 ngàn vào cuối năm 2021 thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi hy vọng là cái đợt tăng giá lần này cũng sẽ như là lần trước đây có nghĩa là chúng ta sẽ qua khỏi cái mức mà mọi người tưởng tượng rất là nhiều khiến cho mọi người đều có một, một sự bất ngờ và đương nhiên đây là một sự bất ngờ rất là tốt thì hy vọng là các bạn đã lên thuyền và chuẩn bị cái chuyến đi Go to Moon này chúng ta cùng nhau đã chờ đợi 3 năm bây giờ thời cơ cũng đã đến thì chúng ta hôm nay cũng sẽ nói về nhiều cái thông tin như là tôi sẽ chia sẻ về những cái thông tin uh, liên quan đến là đào Bitcoin, đào Ethereum uh, chúng ta sẽ nói tới Ethereum 2.0 chúng ta cũng sẽ nói tới một cái lực một cái dự lực đúng hơn là một cái dự lực uh, liên quan tới những cái đồng ổn định mà có thể là nhiều bạn lo lắng và tôi cũng sẽ chia sẻ thêm về những cái thông tin liên quan tới Bitcoin ngày hôm nay đây là những cái điều mà chúng ta sẽ nói tới trong cái video này và cái video có thể là cũng khá dài cho nên thùng cũng sẽ chia ra nhiều phần như những cái video trước đây. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn chưa theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới cái video này tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Twitter và Telegram hay là bạn là một trader thì trước khi mà bạn tham gia vào một cái sàn gì nào các bạn có thể bấm vào cái link phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital như là bây giờ các bạn tham gia vào sàn margin fx các bạn có thể nộp 50 đồng tether các bạn có thể là tạo một chương mục mới thông qua link của capital hay là các bạn có thể sử dụng cái chương mục mà đã đăng ký trước đây dưới link của thuận capital các bạn sẽ được hưởng 2.000 điểm snap hay là các bạn tham gia vào những sàn như là binance quốc tế thì các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch spot như là dịch thông thường và các bạn thì giảm 10% phí giao dịch futures. đương nhiên các bạn không cần phải đăng ký cả hai, các bạn chỉ đăng ký một trong hai link này thôi là sẽ được hưởng lợi ích của cả hai. Thì những bạn nào mà đã đăng ký thuần capital trước đây thì các bạn cũng đã biết cái tình hình là nếu các bạn muốn tiếp tục tự hưởng cái lợi ích đến từ thuần capital thì các bạn cần phải đăng ký một chương mục mới. Hay là các bạn là một người Hoa Kỳ có thể tham gia vào sàn Binance US hay là sàn Bybit, sàn Bitja, sàn Coinbase, bitano và nhiều BlockFi các bạn tham gia vào. À, để có thể nhận được cái bonus của BlockFi lên tới 250 đô thì những thông tin sẽ nằm phía dưới cái video này chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái thông tin liên quan tới BlackRock CEO đã nói gì về thị trường crypto mà làm cho cả Twitter rất được quan tâm đến thì một cái thông tin cũng rất là phổ biến đó chính là thông tin liên quan tới CEO của công ty BlackRock đã nói gì về Bitcoin thì thông tin này cũng rất là thú vị với nhiều điều. Thứ nhất là các bạn nên biết là công ty BlackRock là một công ty rất là lớn. Công ty BlackRock các bạn cũng đã biết là đã bắt đầu từ năm 1988. Tại vì thường đã từng chia sẻ cái giám đốc đầu tư của công ty BlackRock cách đây không bao lâu lên trên CBC để mà nói về cả Mỹ ông ta về Bitcoin. Đây là cái tài liệu cách đây, cảm thấy là không có lâu. Đây là cái tài liệu khoảng chừng là hai tuần trước. Thì CEO của công ty BlackRock đã lên trên đài CBC đó chính là Rick Reader. Trick Reader đã nói về là ông ta tin tưởng là Bitcoin sau một ngày nào đó xóa ngôi vàng, nghĩa là Bitcoin sẽ còn tốt hơn cả vàng về nhiều cái phương diện. Cho nên cái tin tức liên quan tới công ty BlackRock nói về Bitcoin, thực ra mà nói là trong dòng là hai tuần qua chúng ta đã nghe CEO, nghĩa là giám đốc đầu tư nói về Bitcoin là nó rất tốt, Bitcoin sẽ xóa ngôi cả vàng. Nhưng mà các bạn thấy được là hôm nay chúng ta lại nghe những cái thông tin cũng rất tốt liên quan tới Bitcoin từ BlackRock CEO thì BlackRock CEO đó chính là ông Larry Fink Thì đây là một cái cuộc nói chuyện với nhiều người Ở trên một cái gọi là hội đồng đối ngoại Council of Foreign Relations Thì ở trong cuộc nói chuyện này ngoại trừ BlackRock CEO đó chính là Larry Fink Còn có Mark Carney Thì Mark Carney có thể là nhiều người cũng đã nhớ Người này chúng ta cũng nói tới rất nhiều trong năm 2019 Đó chính là cựu thống đốc của ngân hàng trung ương của nước Anh thì Mark Carney là một trong những người mà không có nhiều thiện cảm về thị trường crypto này và Mark Carney cũng đã nhiều lần chia sẻ là ông ta nghĩ Bitcoin không đủ lớn, không đủ mạnh để có thể uy hiếp được thị trường tài chính. Nhưng mà các bạn đã thấy được là những gì mà được chia sẻ bởi BlackRock CEO Larry Fink đã làm cho Mark Carney cũng có nhiều cái sự suy nghĩ. Các bạn nhìn thấy là Mark Carney cũng hình như là ngộ gì đó. Có thể là mình đã quá sai về Bitcoin rồi. Thì để thường chia sẻ về cái phỏng vấn này cũng không có lâu lắm Các bạn thì được là 2 phút 20 giây Thì chúng ta hãy xem coi là BlackRock CEO Larry Fink nói những gì Thì hiện bây giờ ở trên cái trang web của BlackRock đó Thì các bạn thấy được là cái số lượng người mà tìm kiếm đó, Ở trên trang web của BlackRock đó là 3.000 người À, ngày hôm đó nghe được cái cách đây khoảng chừng là 2 ngày thì ba ngàn người tìm kiếm những thông tin liên quan tới covid và cũng ba ngàn người tìm kiếm những cái thông tin liên quan đến cái chính sách tiền tệ nhưng mà 600.000 người tìm kiếm từ bitcoin trên mạng lưới của blackrock các bạn thấy được là cái số lượng người mà tìm kiếm từ bitcoin trên blackrock hầu như là xa một cách mà các bạn không nào tưởng tượng được có rất nhiều người đang tìm kiếm tài liệu liên quan tới bitcoin ở trên mạng lưới của blackrock thì đây là điều được chia sẻ bởi CEO là Larry Fink thì Larry Finn nói là 600.000 người tìm kiếm từ bitcoin đây là một dẫn chứng cho thấy được là rất nhiều người đang rất là con thú đó với bitcoin có rất nhiều người uh, rất là hào hứng về bitcoin nhưng bây giờ thì đối với lại Larry Finn thì thị trường bitcoin vẫn còn rất là nhỏ vẫn còn là một cái thị trường mà chưa trải qua nhiều sóng gió thì giá cả của bitcoin dao động rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là khi mà nói tới giá cả thì Larry Finn cũng đã nhìn thấy được tiềm năng của bitcoin trong các phương diện đầu tư khi mà một cái loại tài sản di chuyển nhiều gì thì dẫn đến cái sự hứng thú của trader rất là nhiều cho nên đây là một cái mảng đầu tư tuy là nhỏ nhưng mà Larry phiên nghĩ là sẽ có một ngày có thể trở thành một thị trường lớn và Larry phiên nói là ông ta chỉ nhìn vào những tài liệu giống như là 600.000 người tìm kiếm từ bitcoin trong một ngày trên mạng lưới của Blackrock thì đây là một cái dẫn chứng rất là tốt cho thấy được là rất nhiều người đang muốn tìm hiểu uh, hiểu thêm về cái thị trường Bitcoin này và đây là một điều mà ông ta cần phải quan tâm đến. Các bạn thấy được là một cái công ty có thể là người ta vẫn chưa có tin tưởng vào Bitcoin. Thực sự mà nói rằng thầy Larry Fink không thích Bitcoin nhưng mà Larry Fink à, cũng hiểu được là quan trọng không phải là ông ta thích Bitcoin hay là không thích Bitcoin. Cái quan trọng của công ty là kiếm được tiền mà nếu như mà Bitcoin là cái nhu cầu của những cái nhà đầu tư thì công ty BlackRock phải hỗ trợ Bitcoin thì Larry Fink nói là ông ta tin Bitcoin là thật như là thị trường này sẽ trở thành một cái thị trường thật Nhưng mà tại vì quá mới không biết được là thị trường Bitcoin sau này sẽ tiếp tục như vậy Hay là sẽ từ từ chuyển đổi qua một cái loại thị trường nào khác sau này Nhưng mà ông ta tin tưởng là Bitcoin sẽ ở lại và là một cái thị trường thật Và sự ra đời của Bitcoin sẽ làm ảnh hưởng đến cái chính sách tiền tệ của nhiều quốc gia Và Larry Fink nói là khi mà đã có Bitcoin rồi thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự cần thiết À, về cái vai trò là một cái loại tiền tệ lưu trữ như là đồng đô la và đương nhiên Larry phiên nói là ông đã giải thích là không phải là ông ta nói về cái sự cần thiết cho người Hoa Kỳ phải lưu trữ Bitcoin thay vì là tiền đô la mà ông ta nói về những cái quốc gia khác những người những quốc gia khác là họ đang lưu trữ đồng đô la như là một loại tiền tệ um, mà lưu trữ trong ngân khố nhưng mà có thể là họ sẽ lưu trữ Bitcoin thì Larry phiên nói là trong tương lai thì Bitcoin có thực sự là trở thành một cái loại tiền tệ mà mọi người sẽ lưu trữ hay là không hay là vẫn sẽ tiếp tục đồng đô la đây là một điều mà chỉ có tương lai mới có thể trả lời được tại vì Bitcoin thực sự là một loại tiền tệ mà hoàn toàn không chịu cái sự quản lý của bất cứ một quốc gia nào thì các bạn thấy được là những cái lời phát biểu của Larry Fink tuy là không có nhiều các bạn thấy được là cái cuộc phỏng vấn này cái đoạn mà nói về Bitcoin thì chỉ có khoảng chừng 2 phút 20 giây Nhưng mà trong cái đoạn 2 phút 20 giây này thì cũng cảm thấy được là những gì mà Larry Fink nói Là không phải là ta chỉ mới suy nghĩ ra rồi phát biểu Mà đây là một cái đề tài mà đã được nói tới rất nhiều Trong công ty BlackRock Và Larry Finn cũng đã suy nghĩ tới Bitcoin rất là nhiều Cho nên mới có thể là trong thời gian ngắn Giải thích được rất là nhiều những cái thông tin Các bạn thấy được là những cái thông tin như là Trên mạng lưới của BlackRock Thì bao nhiêu người tìm kiếm từ Bitcoin thì các bạn thấy được đây là những thông tin mà không phải là ông ta nhớ cho vui mà thực ra đây là những cái thông tin mà ông ta đã suy nghĩ đến trong cái thời gian này cho nên có thể dễ dàng chia sẻ được tình hình của Bitcoin ở công ty BlackRock là như thế nào và chúng ta đi nhiên cũng đã biết là CEO của công ty BlackRock đó chính là Rick Reader thì là một người mà rất tin tưởng và nghĩ là Bitcoin sẽ xóa ngôi vàng